Hello, thầy Trọng xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ chữa cho ông ta đề thi thử chuyên Đại học Vinh lần 1 năm học 2023-2024. Chúng ta cùng thầy bắt đầu từ câu số 41. Kỹ loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? Thì chắc chắn nó là AG. 42, chất nào sau đây không tác dụng với NaOH? Thì chúng ta sẽ chọn cho thầy đó là NaCl, đúng nhỉ? Đấy, câu số 43, trong cùng điều kiện kỹ loại nào sau đây có tính oxy hóa mạnh nhất? Thì những anh nào đứng sau cùng trong dãy điện hóa sẽ là oxy hóa mạnh nhất, 43 ta chọn B. 44, số xóa của kali, kali trong hợp chất thì không cần phải nghĩ, nó luôn luôn là cộng 1 nhé. 44 chúng ta chọn D. 45, họ bảo em là ở điều kiện thường, chất nào sau đây không là mất màu thuốc tím? Thì chúng ta nhớ thầy là benzen không phản ứng thuốc tím ở mọi điều kiện. Các anh còn lại đều có nối đôi, nối ba thì dễ dàng phản ứng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường, đúng nhé. Câu 46, kỹ nào sau đây điều chế bằng cách thủy luyện? Thì chúng ta chọn thầy anh nào đứng sau nhôm nhé. Sau nhôm. Thế chúng ta sẽ chọn thầy là Cu 46A. 47, metinamin tác dụng với gì? Metinamin là bazơ thì tác dụng với axit HCl. 48, cho phenol phthalein vào NaOH thì dung dịch chuyển sang màu gì? Thì chúng ta nhớ thầy là NaOH là bazơ thì phenol phthalein sẽ đổi sang màu hồng nhé. Câu 48 chúng ta chọn D. 49, chất nào sau đây là amin bậc 1? Amin bậc 1 chắc chắn là đuôi NH2 rồi. Chúng ta chọn B. 40, ở câu 49 là B. Câu 50, công thức của ethyl format là gì? Ethyl format là HCOC2H5. 51, chất khí X gây hiệu ứng nhà kính thì chắc chắn nó là CO2. 52, kỹ loại nào sau đây không tan được trong H2S4 loãng? Thì chúng ta sẽ chọn thầy Cu. 52 em chọn A. 53, thì đề bài nó bảo em là fructose có nhiều trong mật ong, vậy thì số nguyên tử hydro của fructose thì nó là C6H12O6, thì chúng ta chọn 53 đáp án B. Câu 54, thủy phân hoàn toàn este-X trong NaOH được C2H5CONa và C3OH. Vậy thì este của chúng ta nó sẽ là C2H5COCH3. Đúng nhỉ? Nên chúng ta sẽ chọn cho thầy là đáp án C, 54C. 55, chất nào là dipeptide thì chắc chắn là C rồi. 56, tơ nào là tơ nhân tạo? Chúng ta có hai tơ nhân tạo điển hình là tơ visco hoặc tơ acetat. 56A. 57, chất nào là muối trung hòa? Muối trung hòa là muối mà ion âm của nó không còn H cộng thì chúng ta chọn Na2CO3. Những anh còn lại thì ion âm đều có H cộng thì hiển nhiên là nó sẽ là muối axit nhé. 57 em chọn D. 58, sắt phản ứng với dung dịch gì? Sắt sẽ đẩy được bạc ra khỏi muối thôi, đúng không? 58A. 59, CaCO3 nhiệt phân thì chúng ta hiểu là khi nó nhiệt phân thì nó biến thành CaO cộng CO2. Vậy thì chất E của chúng ta chính là CaO. 59 các em chọn D. 60, chất nào là vôi tôi? CaOH 2 lần, đáp D. 61, phát biểu nào sau đây sai? Thứ nhất là amylopectin của cấu trúc mạch phân nhánh. Thì chúng ta chú ý cho thầy câu này là câu đúng nhé. Chúng ta học trong chương trình phổ thông thì chúng ta gặp amylopectin với glycogen là polymer cấu trúc mạch phân nhánh. Câu B, trong công nghiệp glucose dùng để tráng ruột phích, chính xác. Thủy phân hoàn toàn tinh bột và cellulose đều thu được glucose. Câu này chính xác luôn. Câu D thì saccharose của mình nó là C12H22O11. Trong khi đó fructose là C6H12O6. Thì hai anh này không thể có cùng công thức đơn giản nhất được. 61D. 62 thì nó hỏi em là chất nào sau đây vừa phản ứng với HCl vừa phản ứng NaOH, thì đấy phải là chất lưỡng tính, thì chúng ta chọn NaHCO3. Anh này mà cộng NaOH ấy thì nó biến thành Na2CO3 cộng nước. Anh này mà cộng HCl thì biến thành NaCl cộng CO2 cộng nước. Được chưa? Vậy thì câu 62 các em chọn D. 63, nó bảo em là cho hỗn hợp này vào HCl thấy có hydro là 0,3. Vậy thì muốn tính HCl ta chỉ cần bảo toàn hydro nguyên tử. HCl lúc nào gấp đôi hydro, đúng không? H của mình là 0,3 thì H2 là 0,3 thì hydro nguyên tử sẽ là 2 nhân 0,3 là 0,6 nhé. Chúng ta chọn B. Được chưa? Câu số 63 các em chọn B. Câu số 64, đốt cháy STX cần vừa đủ 0,7 mol oxy thu được CO2 về nước. Thì chúng ta sẽ có ngay là X của mình có N carbon thì bằng 0,6 N hydro nguyên tử. Thì nước là 0,6, hydro nguyên tử là 1,2. Thế bây giờ bảo toàn oxy, đúng không? Chúng ta ghi thầy bảo toàn nguyên tố oxy. Thì oxy nguyên tử bao nhiêu nhé? Chúng ta sẽ lấy ở đây là 1,2 này, cộng với 0,6 là 1,8. Trừ đi chỗ này là 1,4 nữa. Thế nó còn 0,4. Đấy, bằng 0,4. À, em ghi thêm thầy là N oxy nguyên tử thì bằng 0,4. Do đó là chúng ta sẽ bảo toàn được nguyên tố rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ suy thầy đi NC chia NH chia NO thì chính là 3 chia cho 6 chia cho 2, đúng không?
Câu 64 các em chọn B. 64B. Mấy câu này dễ thì nói nhanh thôi. 65 là cho chất lỏng X vào ống nghiệm có sẵn vài viên đá bọt. Đá bọt để cho hỗn hợp nó sôi đều thôi. Đun với axit đặc thì đun nóng hỗn hợp sinh ra hydrocarbon làm mất màu thuốc tím. Vậy thì chứng tỏ anh này phải tách nước để tạo thành hydrocarbon thì nó phải là alken. Thì cái chất ban đầu nó phải là ancol đúng không? Em đun với axit đặc thì sẽ thu được ethylene. Và ethylene thì làm mất màu thuốc tím. Chúng ta học phương trình này rồi. 65A nhé. Các anh còn lại thì nó không có phản ứng tách nước nên không được chọn. 66 cho 7,3 gram amin tác dụng HCl được muối thì chúng ta sẽ có ngay là số mol X thì nó sẽ bằng số mol HCl. Em lấy 10,95 trừ 7,3 chia 36,5 thì nhẩm mồm bằng 0,1. Vậy thì M lớn của X nó sẽ bằng 73. 73 thì nó phải là C4H11 nitơ. Đúng nhỉ? C4H11 nhẩm lại là 4 là 48. 48 với 11 là 59, 59 với 13 là 63 đủ. Vậy thì anh này có 11 nguyên tử hiro. 66 kem chọn A. 67 cho sắt và đồng sunfat thì thu được bao nhiêu gam chất rắn? Thì chúng ta có ngay là Fe này cộng CuSO4 thì nó biến thành FeSO4 cộng Cu. Thế bây giờ đồng sunfat là 0,1 đúng không? Mà sắt của chúng ta là 6,72. Em chia cho 56 nhé. 6,72 chia cho 56 thì nó bằng 0,12. Vậy thì anh này dư là 0,02. Đúng chưa? Vậy thì đồng tạo thành là 0,1. Nên do đó M rắn sẽ bằng M đồng tạo thành này cộng với M sắt dư. Em thay số cho thầy là 6,4 cộng với 56 nhân 0,02 thì tổng nó sẽ là 7,52 gam. Các em chọn 67 là A. 68, số kim loại tan ở trong nước thì chúng ta hay đọc là Nakabasa đúng không? Natri, bari, kali này. Đồng với sắt thì không. Chúng ta chọn 68 là C. Được chưa? Những câu này là những câu mà đề thi nó cho em. Gần như là cho không. Chúng ta chỉ cần cẩn thận là làm được. 69, thủy phân thì tôi thu được cái muối này là muối natri oleat. Thì anh đầu tiên phải là chi olein. 69 em chọn C. Được chưa? 70, số polymer tổng hợp. Thì polymer tổng hợp của chúng ta gồm có PVC này, để cho polycaproamid này, polyethylene này, đấy, với nilon 66, thì cái anh chi acetat là nhân tạo, tinh bột là tự nhiên, ta có 1, 2, 3, 4, chúng ta chọn 70, đáp C. 71 là sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối. Một muối thì sắt mà cho vào đồng sunfat dư thì thực tế câu này là không thể có một muối được bởi vì nó phải có cả đồng sunfat còn dư nữa cơ. Cái này hai muối. Câu B, sục CO2 tới dư và KH thì được một muối là KHCO3. Câu B được này. Câu C, cho Na2CO3 và K2SO4 thì chúng ta chú ý cho thầy nhé. Ở đây nó có 1H cộng. Đúng chưa? Nó có 1H cộng mà nó phản ứng với Na2CO3 thì sản phẩm của chúng ta nó sẽ là Na2SO4 này. K2SO4. Được chưa? Cộng CO2 cộng với nước. Thì ở đây chắc chắn là không được rồi. Câu C ít nhất là mình có hai muối này. Đúng chưa? Còn không biết là những cái này có thể nó còn dư nữa thì phải nhiều hơn, lớn hoặc bằng hai muối. 71 thì ý C không được. Ý D của chúng ta nếu mà là tỷ lệ 1:1 ấy thì nó sẽ biến thành CaCO3 kết tủa. Chúng ta nhớ bản chất ở đây là HCO3 trừ cộng OH trừ. Nhưng OH trừ của mình đang có 2 mol thì OH trừ phải dư thì ta phải thể hiện là NaOH cộng với nước. Thế lúc này nó bảo dung dịch thì cái CaCO3 nó không nằm trong dung dịch. NaOH thì cũng không phải là muối nên câu D không được. Câu E của chúng ta thì nó bảo em là cho nhôm và HNO3 loãng mà không có khí thì biến thành nhôm nitrat và có sản phẩm khử đặc biệt là NH4NO3 cộng với nước. Vậy thì lúc này là có hai muối. Nên chốt lại chỉ mình có một thí nghiệm thôi. 71 các em chọn C. Một thí nghiệm duy nhất thỏa mãn nhé. Câu này hay đấy. Câu số 72 nó nói về thủy tinh hữu cơ. 72 thì nó bảo là PMMA là một polymer được điều chế từ metin metacrylat được sử dụng để chế tạo thủy tinh hữu cơ. Cho phát biểu như sau. Thứ nhất là PMMA thuộc loại polyamid là sai. Trong đây làm gì có nhóm amid mà nó chỉ có nhóm este thôi. Đây chính là este, đúng không? Metin metacrylat có phản ứng trắng bạc. Cái này làm gì có trắng bạc? Có formic đúng mà trắng bạc, đúng không? Đây là thầy viết lại công thức cho các bạn nhé. Đây là metin metacrylat. Anh này không phải là este của acid formic thì không trắng bạc. Câu 3 nó bảo là trong một mắt xích phần trăm carbon là 60%. Thì chúng ta có phần trăm carbon. Anh này của mình nó là C5H8O2. Thì là 5 x 12.
chia cho 100, đúng nó bằng 60%. Câu này đúng đây. Câu 3 đúng. Câu 4, phản ứng tổng hợp PPMMA từ metin metacrylat thuộc phản ứng trùng hợp các em nhé, vì nó có nối đôi mà. Câu 5, từ axit metacrylic và methanol có thể điều chế trực tiếp được metin metacrylat. Câu 5 của mình là đúng. Vậy thì chốt lại là chúng ta có hai nhận định đúng. Nói chung cái đề lần 1 của Đạo Vinh này cũng tương đối đơn giản đúng nha. Mấy câu đến câu 72 mà chúng ta vẫn đang thấy nó dễ. Có nghĩa là cái đề này gần như là rất dễ để đạt được điểm 8 nhé. Câu 73, phát biểu nó sẽ đi đúng. Dimetit thì không thể có phản ứng màu bure được. Câu A sai. Câu B, lysine có 4 oxy là sai. Lysine chỉ có 2 nguyên tử oxy thôi. 2 nguyên tử oxy. Bởi vì lysine nó có một nhóm axit. Được chưa? Câu C, alanin thì cái này là sai. Cái này phải là glycine. Câu D thì valine là một chất lượng tính đúng nhé. Amino acid phải là một chất lượng tính. Được chưa? Câu 74, thí nghiệm nào sau đây chỉ có ăn mòn hóa học? Đấy thì là câu A là kẽm với đồng thì nó đẩy được kẽm phải khỏi đồng. Kẽm đẩy đồng nó khỏi muối. Thì lúc này hình thành pin điện hóa. Được chưa? Cái này là ăn mòn điện hóa cộng hóa học. Sắt tương tự thế, tôi có pin sắt đồng này. Thì tôi có cả ăn mòn điện hóa cộng ăn mòn hóa học. Đồng được đẩy được bạc nó khỏi muối đúng không? Thì tôi có cả ăn mòn điện hóa cộng hóa học. Vậy thì bài này chúng ta chọn D. Bởi vì khi chúng ta chọn D á, thì lúc này là đồng nó không đẩy được sắt ra, mà đồng nó chỉ phản ứng trực tiếp với muối này thì nó chỉ bị ăn mòn hóa học thôi nhé. Nên 74D. Câu 75, số thí nghiệm có phản ứng xảy ra thì thứ nhất là amin gặp axit thì có, axit tác dụng bazơ mà thì biến thành CH3COO NH3C2H5. Câu A được. Câu B, nhỏ NaOH vào saccharose thì chúng ta nhớ là saccharose là không bao giờ bị thủy phân trong môi trường kiềm, mà nó chỉ bị thủy phân trong môi trường axit thôi. Đấy, nhỏ dầu dừa và axit loãng thì lúc này là có phản ứng thủy phân. Dầu dừa của mình nó chính là chất béo. Thủy phân trong môi trường axit được. Nhỏ brom và anilin có tạo kết tủa trắng, đúng không? Kết tủa trắng. Em có thể ghi cái này là thủy phân. NaOH vào lòng trắng trứng thì có, chắc chắn thủy phân rồi. Thủy phân. Nước ép quả nho chín chính là glucose. Glucose hiển nhiên có phản ứng trắng bạc, đúng không? Vậy thì bài này trừ mỗi câu B thôi, còn lại đều có phản ứng. Vậy thì chúng ta có 5 phản ứng. 75, chúng ta chọn thầy phương án D nhé. 5 phản ứng. Rồi, chúng ta sang thầy câu 76. Câu 76 thì những bạn nào mà đã học thầy lâu thì chúng ta thuộc được cái công thức đốt cháy rất là nổi tiếng. Em nhớ thầy công thức đốt cháy đó là gì? Số mol CO2 trừ đi số mol nước bằng số mol của liên kết pi trừ đi số mol hỗn hợp. Liên kết pi chính là brom, được chưa? Trong bài này thì nó sẽ bằng số mol brom trừ đi N hỗn hợp. Đấy, trong bài này á. Trong bài này thì nó là hydrocarbon mà. Thì liên kết pi của nó sẽ phản ứng brom. Nha, chúng ta ghi thầy công thức này vào. Thế giờ mình áp dụng cho thầy là xét thí nghiệm 1 là 0,25 mol X đốt cháy, tôi thu được CO2 là 0,45. Nước thì nó là bao nhiêu? Tôi lấy 8,1 chia 18. Nước là 0,45. Thì tôi cứ suy được cho thầy là M của X sẽ bằng MC cộng MH, đúng không? Em bấm hộ thầy là 0,45 nhân 2 cộng 0,45 nhân 12 thì nó là 6,3 gam. Thì gọi số mol brom phản ứng với 0,25 mol X là U mol. Thế giờ chúng ta có ngay công thức giải nhanh là CO2 trừ đi nước này bằng N brom trừ đi 0,25. Nên là N brom bằng 0,25. Thế áp dụng công thức đốt cháy để thầy suy luôn cái phương trình cuối cùng này nhé. Thế bây giờ ở đây ta thấy ngay là 6,3 gam X thì phản ứng với 0,25 mol brom, đúng chưa? Đấy, vậy 6,3 gam X phản ứng với 0,25 mol brom. Vậy thì đến đây ta suy được cho thầy là 3,78 gam X phản ứng brom bao nhiêu, đúng không? Chúng ta dùng cho thầy tích chéo thôi. 3,78 nhân 0,25 chia 6,3 thì nó là 0,15 mol. Em chọn cho thầy câu 76 đáp án A, đấy là công thức đốt cháy. Ai chưa biết thì nên ghi lại. Được chưa?
Cái đề của Đại học Vinh này ra tương đối hợp lý đấy. Nó giúp cho chúng ta ôn tập kiến thức rất là hay, không quá đánh đố. Để đạt được điểm 9 thì thầy nghĩ là đơn đơn giản, đúng nha. Đến cơ 76 chúng ta thấy ngay toàn những câu quen thuộc nhé. Là 9 điểm rồi đúng không? Nào từ câu 4, 77 trở đi là những câu để lấy điểm 10. Câu 77 thì nó cho em hỗn hợp X gồm có nhôm, sắt, magie, đồng đốt trong oxy một thời gian được 35,3 gam hỗn hợp Y gồm các kim loại và oxit của chúng. Cho CO qua Y được chất rắn Z và hỗn hợp khí T có tỷ khối so với hydro là 18. Thế bây giờ T của mình ấy nó sẽ gồm có CO dư và CO2. Thế chúng ta đặt UV, ta có U cộng V bằng 0,6. Phương trình thứ hai là làm đường chéo hoặc là 28 U cộng với 44V chia cho 0,6 thì nó bằng 36 vì M lớn T bằng 36. Giải hệ. Thế thầy nhẩm luôn, 28 với 36 còn 8, 44 với 36 thì cũng còn 8, U bằng V luôn, bằng 0,3. Thế bây giờ vai trò của CO là gì? Là CO cướp đi oxy nguyên tử. Đúng không? Để tạo thành CO2. Đấy, từ đó chúng ta sẽ suy thành là số mol oxy nguyên tử của Y đã phản ứng với CO thì nó sẽ là 0,3 mol. Bởi vì CO2 tạo thành là 0,3 thì oxy nguyên tử phản ứng là 0,3. Đúng chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ có ngay là vậy bây giờ Z có gì đây? Vậy Z có thứ nhất là kim loại vẫn là m gam. Thứ hai là oxy nguyên tử. Đúng nhỉ? Thế bây giờ chúng ta chú ý cho thầy là oxy nguyên tử đã bị CO cướp đi là 0,3. Đúng chưa? Thế oxy nguyên tử của chúng ta bây giờ còn bao nhiêu? Đấy. Thì oxy nguyên tử của chúng ta sẽ lấy cho thầy là 35,3 trừ đi m này. Phần 16, đây là oxy nguyên tử đầu tiên đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể đủ khả năng để hiểu này. Tại vì kim loại cộng oxy thành 35,3 gam hỗn hợp thì oxy nguyên tử lúc đầu nó sẽ bằng này mol này. Ta trừ đi 0,3 đơn vị của nó là mol. Oxy nguyên tử là bằng này mol. Đúng chưa? Đấy. Sau đó nó cho vào HNO3 thì nó thu được muối. Muối của mình thì gồm có kim loại NO3 trừ. Và bài này nó không nói là có sản phẩm khử nào nữa nữa không thì chúng ta phải dự đoán là có N4NO3. Đúng nhỉ? Đấy, NH4NO3. N4 cộng đi. Cộng với khí NO, N2 và cộng với nước. Chúng ta bấm thầy số mol mỗi khí nhé. NO với N2, thầy bấm nhanh cho các bạn 30 trừ đi M trung bình nó là 28,29,5 à. Bằng này, 20 8 trừ 29,5 bằng 0 bằng 1x1y bằng 0,2. Một anh là 0,15, một anh là 0,05. Chúng ta điền cho thầy anh này là 0,15, anh này 0,05. Rồi. Thế đến đây thì chúng ta sẽ đặt cho thầy N4 cộng là y mol đi. Kim loại vẫn là m gam. Đúng chưa? Thế giờ N3 trừ được bằng bao nhiêu? Chúng ta có HNO3 là bằng 1,75. Thì chúng ta ghi thầy thứ nhất là công thức giải nhanh. Số mol HNO3 thì bằng 4 lần NO, 12 lần nitơ, 10 lần NH4 cộng. 10 lần NH4 cộng nhé. Và cộng với 2 lần oxy nguyên tử. Nên chúng ta sẽ có ngay đó là 1,75 thì nó bằng 4 nhân 0,15 cộng với 12 nhân 0,05 cộng với 10y cộng với 2 nhân mở ngoặc. Thầy bấm luôn là 35,3 chia 16 thôi này. Số hơi xấu nhỉ, trừ đi. Tôi kệ nhé, trừ đi 0,3. Thì cái đấy nó còn 1,90625 trừ đi m phần 16. Một phẩy chín không sáu hai năm trừ đi m phần 16. Ok, đấy là phương trình HNO3. Phương trình thứ hai của chúng ta đó là m muối. M muối của chúng ta nó là 120 gram. Đấy, m muối thì bằng 120 gram. Mình áp dụng này, 120 thì bằng kim loại là m này cộng với nớt 4 cộng là 18 y. Thế cộng với n3 trừ bằng bao nhiêu?
Để tính NO3 trừ thì chúng ta bảo toàn nguyên tố nitơ. Bảo toàn nguyên tố nitơ nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ lấy cho thầy là 1,75 này. Trừ đi nitơ trong hai thằng này là 0,15, trừ đi 0,1 là trừ đi 0,25 thì còn 1,5. Thì cái này là 1,5 trừ đi mol đúng không? Cái này là mình bảo toàn nitơ. Thì tôi cộng với 62 nhân 1,5 trừ đi. Đây là phương trình số 2, đây là phương trình số 1. Tôi sẽ giải hệ hai ẩn để tôi tìm được m và y. Phương trình thứ nhất là 1m cộng với 18 trừ đi 62y thì bằng 120 trừ đi 62 nhân 1,5. Phương trình thứ hai của chúng ta nó là 2 nhân âm m bằng 16. Thầy sẽ để là âm 2 chia 16 cộng với 10y. 10y thì bằng 1,75 trừ 4 nhân 0,15 trừ 12 nhân 0,05 trừ 2 nhân 1,90625. Tôi có m bằng 28,1 và y bằng 0,025. Đẹp quá. Giải hệ. Tôi có m bằng 28,1 và y bằng 0,025. Chúng ta sẽ chọn thầy đáp C, 77 là C. Được chưa? Một câu điểm 10 này nhưng mà tương đối quen thuộc, toàn dùng mấy công thức giải nhanh thôi. Rồi, sang câu 78 là một câu ST vận dụng cao. Nó cho em hỗn hợp ST mạch hở X với Y chỉ chứa chức ST đều phản ứng đều tạo bởi axit carboxylic với ancol no nhé. Có nghĩa là không có ST của phenol đâu. Bây giờ nó bảo cho 36,7 gam E phản ứng vừa đủ với NaOH, được ép gồm hai ancol và 37,4 gam hai muối có cùng số nguyên tử carbon. Đốt cháy hoàn toàn ép cần vừa đủ oxy thu được CO2. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy ngay. Đó là nó cho em cái dữ kiện là chúng ta xét thầy là thầy sẽ tóm tắt đề bài đầu tiên nhé. E này cộng với NaOH này thì tôi thu được hai ancol đúng không, F này và hai muối T của chúng ta là có cùng số carbon. Sau đó là mình đốt cháy F thì tôi thu được CO2 là 0,6 cộng với nước. Hỗn hợp này là 37,4 gam. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ ghi nốt cho thầy ADE 36,7 thì biết lộn này. 36,7 gam. Đây là 37,4 gam. Được chưa? Chúng ta sẽ gọi NaOH là U mol đi. Cái chỗ nào chưa biết nhỉ? Nước đốt cháy F là V mol đi. Chúng ta sẽ lập hệ hai ẩn. Thì đầu tiên chúng ta có một cái phương trình đó là bảo toàn oxy. Bảo toàn oxy. Thì chúng ta nhớ cho thầy là số mol của nhóm OH trong F ấy thì nó chính bằng NaOH, thầy nói rất nhiều lần bằng U rồi, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ bảo toàn oxy, ta có U này cộng 0,825 nhân với 2 thì bằng 0,6 nhân 2 và cộng V. Đây là phương trình số 1. Phương trình thứ hai là bảo toàn khối lượng. Ta có là 36,7 này cộng với 40 U này thì nó bằng muối cộng với ancol. Muối là 37,4 này. Ancol của chúng ta nó sẽ là 44 nhân 0,6 cộng 18V trừ đi 32 nhân 0,825. Được chưa? Đấy, thế đây là phương trình số 2, chúng ta giải hệ nhé. Chúng ta giải hệ hai ẩn này. Chúng ta có phương trình là 1 U trừ đi 1 V thì bằng 1,2 trừ đi 0,825 nhân 2. Phương trình thứ hai là 40 U trừ đi 18V thì bằng 37,4 cộng 44 nhân 0,6 trừ đi 32 nhân 0,825 trừ đi 36,7. Thì tôi có một anh là 0,4, một anh là 0,85. Rồi. Tôi sẽ có là U bằng 0,4 và V bằng 0,85.
Sau có UV em tìm ngay được hàn cồn. Tìm ngay được hàn cồn. Đó, hoặc là tìm ngay được các muối. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ thấy ngay đó là cái NF nhé, số mol của F là ancol đấy. Thì chúng ta để ý là V lớn hơn CO2, em suy thầy đi số mol nước. Lớn số mol CO2, suy thầy F là anconno. Và số mol F sẽ bằng N nước trừ đi N CO2 thì nó sẽ là 0,25 mol. Mà OH của chúng ta lại bằng 0,4. Đấy. Mà nhóm OH ấy, thì nó lại bằng 0,4. Nên từ đó chúng ta sẽ suy ra thấy là có một ancol đơn chức và ancol hai chức. Đúng không? Mình có hai ancol này. Tại vì ở đây mình có este đơn chức và este hai chức. Ancol đơn chức của chúng ta sẽ đặt cho thầy là AOH. Hai chức đặt là BOH hai lần. Chúng ta nhẩm mồm đi. Tổng số mol thì bằng 0,25. Xong là tổng OH là 1 lần của A và 2 lần của B bằng 0,4. Vậy tôi nhẩm là lấy 0,4 trừ 0,25 thì B này là 0,15. Còn A này là 0,1. Đến đây em chỉ cần bảo toàn carbon. Tôi có carbon của A nhân 0,1. Cộng carbon của B nhân 0,15. Thì nó bằng 0,6. Nên là chúng ta có nghiệm nguyên duy nhất thỏa mãn. Là CB nó sẽ phải bằng 2. Còn CA nó phải bằng 3. Đúng chưa? Đấy, nên là tôi sẽ có hai ancol nhé. Em xin thầy CA bằng 3 và CB bằng 2. Hai ancol sẽ là C3H7OH và C2H4OH 2 lần. Đây là hai ancol. Điền luôn số mol, một anh là 0,1, một anh là 0,15. Đấy là tôi đã tìm được đến đây rồi. Đó. Mình đã tìm được ancol. Thế bây giờ mình sẽ đi tìm muối. Muối. Bây giờ nó bảo em là hai muối có cùng số carbon thì bây giờ chúng ta sẽ bấm tiếp với thầy là hai muối thì ta có này. Số mol muối, muối bây giờ nó phải là muối đơn chức rồi. Bởi vì là cái ancol đã hai chức thì muối đơn chức thì số mol muối tôi gọi là R trung bình CONa thì nó sẽ bằng U và bằng 0,4 mol. Nên suy thầy là M trung bình của muối. Em sẽ lấy 37,4 chia 0,4. Thì nó bằng bao nhiêu? Em bấm hộ thầy là 37,4 chia 0,4. Thì nó sẽ bằng là 93,5. 93,5. Nếu bây giờ em trừ đi cho thầy là 67. Thì R trung bình nó bằng 26,5. Nhưng lại có cùng số carbon. Cùng số carbon thì một gốc phải bé 26,5. Một gốc lớn 26,5. Đúng không? Nhưng cùng số carbon thì một gốc của mình nó phải bé hơn 26,5 thì lúc này buộc phải là gốc có nối 3. Đúng không? Và gốc còn lại thì lớn hơn 26,5 thì nó phải là gốc. À từ từ, gốc này có thể là có nối đôi. Hoặc là cái gốc này, gốc no. Ồ. Chúng ta phải chia hai trường hợp rồi. Chia hai trường hợp. Đúng không? Chia hai trường hợp. Thế giờ trường hợp 1. Hai muối là CH nối 3C nối CONa. Và muối còn lại là muối có nối đôi. CH2 nối đôi CH nối CONa. Đấy. Đây là trường hợp 1. Còn trường hợp 2 của chúng ta thì ta làm tương tự. Trường hợp 2. Hai muối sẽ là CH nối 3C nối CONa và CH3 nối đơn CH2 nối CONa. Đây là hai trường hợp của chúng ta. Được chưa? Tại vì là nó chỉ bảo là các muối có cùng số carbon nhưng mà không nói gì đến hydro thì mình phải chia hai trường hợp. Bây giờ trong trường hợp đầu tiên nhé. Trong trường hợp đầu tiên thì số mol mỗi muối là bao nhiêu? Thì chúng ta để ý cho thầy này là cái muối của mình ấy là có khối lượng 37,4 và tổng số mol là bằng 0,4. Nên chúng ta bấm trên cho thầy trên máy tính đây là xy nhé. Tôi có là phân từ khối, tôi có là x cộng y thì bằng 0,4 này.
Thứ hai là cái góc kia của mình nó là 25 cộng 67. 92, 92x cộng 94y thì nó bằng 37,4. Nên giải cho thầy x bằng và y bằng 1x 1y thì bằng 0,4. 92x 94y thì bằng 37,4. Một anh là 0,1, anh 0,3. Số đẹp này chắc đúng rồi. Đúng chưa? Đấy. Đến đây thì tôi sẽ lắp ghép ra được hai ST. Thứ nhất x nó bằng 0,1 thì nó đi với ancol gì thì chúng ta nhìn cho thầy luôn, đi với ancol này là 0,1, quá phù hợp. CH nối 3C nối CO C3H7. Và trường hợp thằng thứ hai của mình là 0,3 nhưng mà em phải hiểu nó là hai chức thì nó phù hợp với thằng ethylene glycol. Đấy. Quá ok. Tôi tính được số mol anh này nó sẽ là 0,1, anh này 0,15. Từ đó nó hỏi em là phần trăm khối lượng của y. Em suy thầy phần trăm mi. Được chưa? Phần trăm mi. Thì em tự bấm nhé, nó bằng 69,48%. Đấy, đáp án của mình là đáp án A luôn. Ở cái trường hợp này thì chúng ta bấm nhanh cho thầy này, số mol mỗi thằng bao nhiêu, thầy chỉ cần thay cái hệ của cái bài vừa rồi nhé. Thì bây giờ thầy thay 92x cộng với 96y, đúng không? Một thằng là 0,25, một thằng là 0,15. Đấy, thì em ghi hộ thầy là không lắp ghép được với hai ancol. Đúng không? Không thể lắp ghép được. Nên là kết luận là chúng ta từ thầy xin lỗi. Thì những cái này vẫn lắp ghép được nhỉ? Vẫn lắp ghép được. Thầy hơi chủ quan, xin thầy 2 ST. Đây thầy vẫn lắp ghép được đây. Chúng ta nhớ cho thầy là một ST của mình nó là COO C3H7 này. Một ST còn lại là COO 2 lần C2H4. Đúng chưa? Thế bây giờ nếu mà chúng ta lắp ghép vào đây nhé, thì cái C3H7 của mình nó vẫn là 0,1, anh này là 0,15. Thì tôi sẽ lắp ghép được, thầy sẽ viết cụ thể cái thằng bên dưới đây cho chúng ta. Tôi sẽ lắp ghép một cái thằng C2H5 vào đây. Đúng chưa? Thì nó hết 0,15 phù hợp này. Tôi sẽ lắp ghép một thằng C2H vào đây. Thì nó đã lắp vào đây là 0,15. Thì nó lắp vào thằng bên trên của mình nó sẽ là 0,25 trừ đi 0,15 thì đúng là còn 0,1 luôn. Đây là 2 ST của chúng ta. Thầy bấm xem phần trăm của y bao nhiêu. Đấy. Hay nhỉ? Bấm luôn phần trăm của y nhé. Này kiểm tra cẩn thận. Chúng ta có là phân tử khối anh này với anh này là như nhau rồi. Giống hệt đấy. Không vấn đề gì cả. Vậy thì hai trường hợp đều có cùng một kết quả luôn. Bài này hay thế. Đây thầy bấm chính xác cho chúng ta nhé. CH là 25 này. Cộng anh dưới là 29 này. Cộng với 88. Cộng với 28. 170 nhé. Nhân 0,15. Chia tổng là 36,7. Thì nó vẫn là 69,48%. Đấy, em suy luôn cho thầy là phần trăm MI vẫn là 69,48%. Thực tế hai trường hợp này là như nhau. Bởi vì hai cái gốc này nó sẽ bù trừ cho hai gốc nối đôi ở trường hợp 1. Đúng không? Rồi, thế bài này chúng ta trường hợp nào vẫn ra kết quả như thế? Đáp án A. Tiếp nhé. Câu 79. Câu 79 thì nó cho em phần trăm ba nguyên tố này. Thì chúng ta sẽ làm thầy bước 1. 79. Thì bước 1 thì em sẽ có x chia y chia z. Thì bằng phần trăm carbon phần 12 chia phần trăm hydro phần 1 chia phần trăm oxy phần 16. Em chủ động em làm, em sẽ suy được cho thầy. Cái này thì thầy bấm qua cho các bạn rồi. Chất này nó sẽ là C6H8O4. Đúng chưa? Đấy. Kết hợp với M lớn. Ta sẽ suy được là C6H8O4. C6H8O4 thì cái thằng này có độ không no là K nó sẽ bằng 3. Chứng tỏ có một nối đôi. Một nối đôi mà thằng X3 có phản ứng tráng bạc này. Dễ chưa? Thì nó phải là aldehyde acetic. Nên X của chúng ta nó sẽ phải là COO này. Xong là gắn với gốc vinin.
thì nó mới sinh ra được X3 trắng bạc được. Nhưng mà chúng ta lại phải để ý thật kỹ là cái anh X3 thành X6, sau X6 lại thành X4, đúng không? Mà X4 lại do X1 tạo ra, chứng tỏ X3 với lại X1 có cùng số carbon. Vậy thì thằng kia nó phải là ancol ethylic. Lấy tổng C6 trừ đi thì hết sạch. Thì đây chính là công thức cấu tạo của chúng ta. Đúng chưa? Còn không nhỉ? Đây chính là công thức cấu tạo. Nhưng mà từ từ. Nếu vậy thì không phù hợp, không phù hợp. Tại vì nếu mà để như thế này thì nó ra X4. X4 nó là muối á. X4 là axit, thế cái này không phù hợp rồi. Thế chúng ta phải viết sang este nối thôi. Tại sao este nối? Bởi vì là từ một X một thủy phân thành ba sản phẩm này này, có cùng tỷ lệ, trong đó hai thằng đều là muối này. Đều là muối thì ở đây cái dấu hiệu đây chính là este nối, đúng không? Em sẽ suy thầy X là este nối. Em sẽ suy thầy đi. X là este nối. Ok, este nối đề nào cũng đã gặp. Vậy thì este nối của chúng ta nó sẽ có công thức là cái thằng này nó sẽ phải có cái đuôi COCH nối đôi CH2. Anh đầu tiên nhé. Em nhớ đây này, chúng ta có cái này nó sẽ là CH3CO đúng không? Thì đây sẽ là CH3CONH4. Đây là CH3CONH4. Thì X4 sẽ là CH3COH. Vậy thì thằng đầu tiên của mình nó phải là CH3COO. Đấy, este nối dạng này. Chúng ta lấy C6 ta trừ đi 1, 2, 3, 4, 5. Thế còn một carbon là CH2. Quá ok. Este nối đúng không? Vậy thì sau khi có este nối này rồi thì chúng ta sẽ đi viết nốt những chất còn lại là kết thúc bài toán thôi. Anh này mà thủy phân trong môi trường kiềm thì tôi sẽ được X1 là CH3CO Na, X2 là HOCH2COO Na, còn cái thằng X3 nó là aldehyde. Ok, X1 là CH3CO Na thì X4 là CH3COH, rất phù hợp. X2 là HOCH2CONa thì X5 là HOCH2 và COH. Đúng chưa? Đã tìm được tất cả các chất nhé. Phát biểu nào sao đi đúng. Thứ nhất nó bảo tên gọi của X4 là axit propionic, sai, axit acetic. X5 là hợp chất hữu cơ tạp chất, đúng. Câu B đúng. Câu C nhiệt độ sôi X3 cao hơn etanol, X3 là aldehyde thì nó phải thấp hơn. Nhiệt độ sôi của aldehyde thấp hơn nhiệt độ sôi của ancol và thấp hơn nhiệt độ sôi của axit. Trong X2 số carbon bằng số oxy. X2 của mình là có 2 carbon nhưng 3 oxy, không thể bằng được, đúng không? Chốt lại là 79 là B. Rồi, chúng ta sang câu 80. Câu 80 là một câu đồ thị chúng ta đã làm rất nhiều lần thì chúng ta nên dùng thầy phương pháp hình chiếu. Bạn nào chưa biết thì nên nên tham khảo lại những cái bài giảng về cái chủ đề đồ thị mà thầy đã gửi cho chúng ta học từ rất là nhiều lần rồi nhé. Thì chúng ta dùng cái thầy phương pháp hình chiếu được chưa? Thế là chúng ta xử lý như sau này, là chúng ta có một cái trục này là gam thì ta phải đổi ra mol bằng cách lấy 3m phần 197 nhé, 2m phần 197 là m phần 197, bên trục này nó là lít. Vậy thì chúng ta nhớ cho thầy là dùng phương pháp hình chiếu nhé, phương pháp hình chiếu. Hình chiếu thì chúng ta có là cái trục CO2 này là A phần 22,4, số mol CO2 nó sẽ phải bằng số mol của BaOH hai lần, là bằng cái tủa, thầy xin lỗi, sẽ bằng số mol cái tủa, nó sẽ bằng M phần 197. Em có thể không dùng phương pháp hình chiếu thì em có thể dùng cái công thức giải nhanh là nếu mà OH trừ thiếu ở đây đầu tiên, thầy xin lỗi, thầy ghi thầy là bài toán CO2 cộng với kiềm. Đấy, chú ý thầy bài toán này này. Bài toán CO2 cộng với kiềm. Thì ở đây chúng ta sẽ phải nhớ thầy là cái trật tự của mình. Thầy viết hẳn cho các bạn phương trình nhé. Đầu tiên là CO2 cộng BaOH hai lần. Thì biến thành kết tủa. Cái này thầy phải giảng lại qua một chút.
Lúc đầu thì định dùng ngay công thức giải nhanh hoặc là phương pháp hình chiếu, nhưng mà thầy sợ các bạn ấy chưa được học. Em xem lại thầy bài giảng về cái bài toán CO2 cho kiềm nhé. Đầu tiên là cái tủa này, sau đó là tác dụng tiếp với NaOH tạo ra muối trung hòa này, sau đó CO2 phản ứng tiếp với Na2CO3 cộng nước thì nó tạo thành NaHCO3, và cuối cùng là CO2 bắt đầu dư ấy, nó mới hòa tan kết tủa. Đây, đây là trật tự phản ứng của chúng ta. Nên chúng ta thấy ngay lúc đầu kết tủa đồ thị nó tăng lên, sau đó đến cái giai đoạn này thì đồ thị nó đi ngang, và giai đoạn cuối này đồ thị nó đi xuống là nó hòa tan hết kết tủa. Trong cái phần này thì chúng ta nhớ cho thầy này, cái khoảng cách từ 0 đến A cộng B này thì nó bằng khoảng cách từ 0 đến đỉnh cực đại, đúng không? Bởi vì đây chính là cái phương trình đầu tiên này, hai thằng này số mol bằng nhau, BaOH này lần và bằng ngay cả CO2. Đây là CO2 nhé, đây là kết tủa, nó phải bằng nhau, đúng không? Tóm lại là tất cả những anh nào ở phía bên tay trái của cái chỗ chỗ thầy đang kể này là nó sẽ có mối quan hệ là CO2 bằng kết tủa, đúng chưa? Nên tôi có ngay là ta có A phần 2,4 thì bằng M phần 97 này, đúng chưa? Đây, hoặc không, sẽ đợi thầy tẩy đi một tí. Đấy, bên tay trái này, A phần 2,4 thì bằng M phần 197 này. Tiếp tục A cộng B phần 22,4 thì nó bằng 3M phần 197. Đấy là phương trình số 2. Tiếp tục, đến cái thời điểm này mà kết tủa nó là 2M, thì lúc này em có thể sử dụng công thức giải nhanh cho thầy nhé. Em thích thì em dùng giải nhanh, còn không thì em dùng hình chiếu, tùy em. Thế bây giờ em muốn làm hình chiếu thì em làm như sau. Thì em phải lấy cho thầy được cái chân của đường này. Đấy, và em nhớ thầy là khoảng cách từ hai điểm này thì sẽ bằng khoảng cách của hai điểm này. Đấy là nếu em muốn làm theo phương pháp hình chiếu, còn không thì chúng ta có thể dùng công thức giải nhanh. Thì công thức giải nhanh như thế nào thì em tận dụng. Thì em để ý cho thầy là cùng một thể tích này này, đúng không? Vậy thì nồng độ nó gấp nhau là 0,75 phần 1 là 3 phần 4, thì số mol NaOH nó sẽ gấp 4 phần 3 so với số mol của BaOH hai lần. Đấy. Mà BaOH hai lần thì số mol của nó cũng bằng số mol của kết tủa cực đại. Được chưa? Thì em có thể ghi cho thầy là ta có này, số mol của BaOH hai lần thì nó bằng 3M phần 197 bằng kết tủa cực đại luôn. Đúng không? Từ đó chúng ta sẽ suy thầy số mol NaOH nó sẽ là 4 phần 3 nhân với 3M phần 197 thì nó bằng 4M phần 197. Em có thể từ hai cái dữ kiện này em suy được cho thầy này. Thầy sẽ tô màu ở đây nhé. Em sẽ suy cho thầy đó là số mol của NaOH bằng 4 phần 3 lần số mol của BaOH hai lần. Đúng chưa? Bởi vì nồng độ nó gấp nhau 4 phần 3 thì số mol sẽ gấp nhau 4 phần 3. Đấy là cái suy luận ở đây. Rồi. À, đến đây thì chúng ta suy thầy là tổng OH trừ thì nó sẽ bằng là 2 nhân 3M phần 197 này, là thôi thầy là tính là 6M phần 197 cộng với 4M phần 197 là 10M phần 197. Đúng không? Thế đến đây thì chúng ta sẽ suy thầy là tại số mol CO2 bằng B cộng 6,72 chia cho 22,4 thì ta có công thức giải nhanh là bằng OH trừ trừ số mol CO32 trừ. Học rồi. Mình có hai công thức giải nhanh đấy. Công thức bên tay trái này nè, trường hợp 1 này là nếu mà cho cùng một lượng kết tủa là CO2 thì nó bằng số mol CO32 trừ. Đây là công thức giải nhanh số 1. Đúng không? Công thức giải nhanh số 2 là CO2 thì bằng OH trừ trừ đi số mol kết tủa. Công thức giải nhanh số 2 áp dụng khi nó tạo ra cả hai muối, cả muối trung hòa và muối axit. Đây là hai công thức giải nhanh nhé. Khi nào thì dùng công thức số 1? Khi OH trừ dư, có nghĩa là đồ thị ở phía bên tay trái, đúng không? Đấy, còn khi đã có sự hòa tan kết tủa là tạo ra cả muối trung hòa và muối axit thì mình dùng công thức số 2. Bây giờ mình thay số thôi. Suy ra thầy là B phần 22,4 cộng 0,3 thì nó bằng 10M phần 197 trừ đi kết tủa là 2M phần 197. Được chưa? Đến đây thì tôi giải được các ẩn AB là xong, đúng không? ABM là xong.
Em có thể nhập trên máy tính cũng được. Nhập trên máy tính nhé. Phương trình đầu tiên là 1 chia 22,4 này. 0 bằng này, trừ 1 chia 197. 0 bằng. Phương trình số 2 là 1 chia 22,4. Phương trình cuối cùng là 0 bằng này, 1 chia cho 22,4 trừ 8 phần 197 này, âm 0,3 này. Đấy, tôi có A là 1,12, B là 2,24 và M bằng 9,85. À, cái chỗ này thì thầy có thể chú thích cho các bạn đó là dùng công thức giải nhanh. Được chưa? Đấy, còn cái chỗ này thì dùng công thức giải nhanh là CO2 thì bằng OH trừ trừ đi CO3 2 trừ. Xong đấy, nó hỏi gì? Nó hỏi V. V ở đây thì nó hỏi là gì đấy? VC à, V lít dung dịch 2-3 giờ, dễ quá. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ suy thành là số mol của BaOH 2 lần. 3M phần 197 là 0,15 mol. Vậy thì V tôi sẽ lấy 0,15 chia nồng độ là 0,75M thì nó bằng là 0,2 lít. Và kết quả của chúng ta nó sẽ là 200 ml, đúng không? Chúng ta chọn thầy phương án B nhé. Đấy là lời giải của câu này thôi. Xong nhé, xong cho các bạn cái đề thi thử lần 1 của trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh để các bạn tham khảo cho thầy. Đề này thực tế là không có bài tập nào mới lạ, toàn là những ý tưởng cũ thôi. Cái ban ra đề trường này tương đối an toàn, người ta cho chúng ta để chúng ta luyện tập lý thuyết là chính. Chúng ta để ý thầy những câu lý thuyết trong đề này. Rồi, bye bye các em nhé. Hẹn gặp lại các đề tiếp theo.